Xin con đoàn đáp vậy cùng thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thám. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ, con Tôma gọi là Đi-đi-mô không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa và phán: "Bình an cho các con." Đoàn người nói với ông Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này, nhưng các điều này được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Kính thưa toàn thể công đoàn, nhìn xuống quang cảnh của quảng trường đền Thánh Bát Trạch hôm nay, tôi lại nhớ tới cái quảng trường Thánh Phêrô ở Roma khi khách hành hương ở khắp nơi trên thế giới đến hành hương gặp gỡ Đức Thánh Cha vào thứ tư hàng tuần hoặc các dịp lễ lớn. Trời Roma cũng nắng nóng như thế vậy, có khi còn nắng nóng hơn cơ. Ban ngày nhiệt độ có thể lên tới 40 độ. Mà quảng trường Thánh Phêrô thì lại không có nhiều cây cối như thế này, chỉ có bê tông và dưới là gạch thôi. Mà ngồi ở đó từ giám mục có mỗi trên Đức Thánh Cha với mấy vị hồng y là có cái chỗ che như thế này không? Còn toàn bộ từ giám mục cho tới linh mục, tu sĩ nam nữ giáo dân là ngồi ở dưới hết, ngồi ngoài hết, nắng như thế. Nên chúng ta cũng thông cảm, hôm nay nếu anh chị em mà có ngồi mà có bị nắng thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ với các đức giám mục, với các linh mục, tu sĩ nam nữ khi gặp gỡ Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Xin cảm ơn công đoàn về sự hy sinh này. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài chia sẻ của hôm nay. Tôi muốn chia sẻ
với quý cụ ông bà và anh chị em khi đến với lòng Chúa thương xót, đến với đền thánh Bắc Trạch hôm nay với cái chủ đề thực hành lòng Chúa thương xót, củng cố sự hiệp thông. Tôi xin nhắc lại, thực hành lòng Chúa thương xót, củng cố sự hiệp thông. Bởi vì chúng ta đang sống trong năm củng cố sự hiệp thông. Trong ngày lễ kính lòng Chúa thương xót, tuần chầu lượt giáo xứ đền thánh Bắc Trạch, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc thực hành lòng Chúa thương xót đóng vai trò nào trong việc củng cố sự hiệp thông của chúng ta. Trong bài chia sẻ này, chúng ta cùng tìm hiểu hai ý thôi, nhưng mà tương đối dài. Một, hiệp thông là gì? Cứ nói hiệp thông mà mình chả biết hiệp thông là cái quái gì thì làm sao mình hiệp thông được. Thứ hai, thực hành lòng Chúa thương xót đóng vai trò nào trong việc củng cố sự hiệp thông? Bây giờ chúng ta đi điểm thứ nhất, hiệp thông là gì? Này nó hơi chuyên môn một chút, ai nghe được thì nghe, không nghe là thôi. Sự hiệp thông có gốc tiếng Hy Lạp là koinonia. Nói tiếng Hy Lạp thì cho nó vui thôi, chứ còn tôi cũng chả thạo tiếng Hy Lạp đâu. Nhưng mà đây là định nghĩa của từ điển Công giáo. Sự hiệp thông có tiếng gốc tiếng Hy Lạp là koinonia, có nghĩa là tình anh em, tình bằng hữu, sự chia sẻ và sự thông phần vào. Thông phần vào với nhau, tình huynh đệ với nhau, chia sẻ với nhau, tình bằng hữu với nhau, thông cho nhau tất cả những thứ đó thì gọi là hiệp thông. Đấy là cái định nghĩa thứ nhất. Định nghĩa thứ hai, sự hiệp thông là việc các Kitô hữu trong sống trong tương quan mật thiết với Chúa Kitô và với nhau. Ở đây chúng ta xem mình có hiệp thông không. Hiệp thông nghĩa là sống trong tương quan mật thiết với Chúa Kitô và với nhau. Chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy có sự tương quan, người nọ che ô cho người kia, người này quạt cho người khác, đó cũng là một sự thông chia của chúng ta với nhau. Nhưng mà Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã dùng hình ảnh thân thể để diễn tả cách cụ thể về sự hiệp thông. Chả ai là không có thân thể. Nhìn bây giờ chú ý vào thân thể mình nhá. Thánh Phaolô viết như sau: ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, tay chân mặt mũi tim óc vân vân, có nhiều bộ phận nhưng chỉ là một thân thể, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Đức Kitô là tất cả chúng ta ấy, cũng vậy, giống như thân thể thôi. Bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một, vậy thì mắt không thể bảo tay tao không cần mày. Mắt bây giờ nếu mà mắt của tay tao không cần mày, bỏ kính ra. Thế mà bây giờ tự nhiên cái kính là nó đeo vào mắt được, phải cần cái tay nó đeo kính vào mắt chứ. Rồi ví dụ như là có cái bụi nó bị rơi vào mắt chẳng hạn, thì phải lấy tay banh cái mắt này ra rồi thổi vào cái đấy chứ. Anh mắt bông bảo là tao không cần thằng tay, không được, nói vậy là vô lý, không được. Nên là mắt không thể bảo tay tao không cần mày, và đầu cũng không thể bảo chân tao không chủ cần chúng mày. Không có chân làm sao đi rước được, không có chân làm sao đi từ kia đây được mà bác cái đầu này đi được. Nên là không thể bảo là tao không cần mày. Nếu thằng đầu ấy bảo tao không cần tất cả thứ khác thì chỉ là đầu lâu. Đấy, như thế không có sự chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau thì mọi bộ phận cùng đau, nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận khác cũng cùng chung vui cái vẻ vang đó. Thông công với nhau là thế. Chúng ta đấy, mỗi bộ phận trong cơ thể có một chức năng riêng nhưng có liên hệ mật thiết với nhau. Ví dụ một ngón tay út này bị đứt chảy máu thôi thì lập tức cái gì, miệng ra đây, ôi đau quá, rồi nước mắt chảy ra, chân thì sao, chân chạy đi tìm bông băng, mà không có bông băng thì đi tìm cái mạng nhện để gắn nó vào. Đấy, chỉ cần một cái tay bị thôi, các bộ phận khác đều thấy ảnh hưởng. Rồi
một cái mụn ở chân đó. Ông bà nào có mụn ở chân đó thì nó có thể sốt cả cơ thể và nằm im một chỗ. Ở chân đó, mà cả đầu, cả tay bị hết. Rồi, một khối u ác tính trong gan có thể hủy hoại cả một cơ thể. Và tất nhiên, một hệ thống đề kháng mạnh khỏe sẽ ảnh hưởng tốt lên cả cơ thể. Nên là ở đây không biết là có mấy ông lang ở đây không, ông thông cứu ấy, người ta nói một câu thế này này: thông thì bất thông, mà thông là bất thông. Hiểu không? Thông là bất thông, thông là đau nhá, thông là đau, thống khổ đấy. Nếu như mà tất cả nó thông nhau ấy thì nó không đau, mà nhờ bằng đau là nó không thông. Ví dụ đau cái vai chẳng hạn, thì cái chỗ vai này thần kinh nó không thông này, nên châm cứu ở đây cho nó thông này. Nên là thông thì bất thông, mà thông là do bất thông, trong y học người ta nói thế. Như vậy chuyện của tôi không chỉ là chuyện của tôi nữa, sự thánh thiện hay tội lỗi của tôi không phải chỉ thuộc về cá nhân tôi nữa, nhưng còn ảnh hưởng đến cả cộng đoàn, đến những người anh em tôi. Nên ông không thể bỏ bà này. Ông bà dùng ông đi xưng tội. Ông ơi, mùa chay rồi, phục sinh rồi, ông đi xưng tội rồi. Này, bà có linh hồn bà lo nhé, bà đừng phải lo đến tôi nữa, bà kệ mặc tôi nhé. Không thể nói thế được. Ông không xưng tội, ông tội nó là ảnh hưởng cả cộng đoàn, cả cái giáp mặt này, cả cái thế giới này, chứ không phải chỉ một mình ông ngồi ông xưng tội, ông hút thuốc lào vặt, ông uống rượu, ông rung đùi, ông xíu một mình ông, thức khóc. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đoàn chúng ta, nên là nó hiệp thông với nhau là vậy. Như vậy, tôi thánh thiện hay tội lỗi thì sự thánh thiện và tội lỗi ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh em tôi. Biết đâu được hôm nay thời tiết nó đẹp thế này, là có một bà nào mà cầu nguyện, mà cầu nguyện với chú, bà ăn chay, hay ông nào nữa, ông hôm nay là lễ lòng Chúa thương xót, nên con cầu mong cho thời tiết nó đẹp, nên là con không uống rượu, hay là con đáng lẽ là con hút 20 điếu thuốc lá, con hút có 19 điếu thôi, chẳng hạn. Một sự thánh thiện nó ảnh hưởng cả cộng đoàn. Và ngược lại, những sai lỗi và thánh thiện của anh em đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Chúng ta nhớ lại trong Kinh Thánh cái câu chuyện ở thành Sodoma và Gomorrah. Nếu như tìm được 10 người công chính thì Chúa tha cho cả hai thành ấy, rất đẹp và hoành tráng, giàu có. Nhưng khốn nỗi chỉ có 6 người thôi, thiếu mất 4 người. Ra mà có 4 người thì Sodoma và Gomorrah không bị tàn phá. Nên sự thánh thiện hay tội lỗi của một người có ảnh hưởng đến cộng đoàn là vậy. Trong Kinh Thiên Kính, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các thánh cùng thông công là thế đó. Như vậy, chúng ta có một sự hiệp thông sâu xa dựa trên cùng một đức tin, các bí tích và lời Chúa, và chia sẻ cùng một thánh thần để nên thân thể Đức Kitô. Chúng ta nên chia sẻ với nhau đây này. Lời Chúa, đức tin, có đức tin mới đến đây, không đức tin thì không đến đây làm gì. Và cùng chia sẻ lời Chúa, các bí tích là thánh lễ. Lời Chúa là chúng ta đang nghe nó nói đây, đó là sự hiệp thông đích thực giữa các Kitô hữu với nhau. Nói như vậy cho thấy việc từ chối nhau hay chia rẽ trong giáo hội, giáo xứ, trong cộng đoàn, trong gia đình là điều cực kỳ tệ hại cho việc hiệp thông. Chia rẽ là phản lại sự hiệp thông. Phải nhận thấy sự cần thiết quan trọng của tình hiệp thông sâu xa đó, để chúng ta cần phải thay đổi thái độ và lối sống của mình đối với anh chị em chúng ta. Như vậy, chúng ta nên đi qua phần thứ nhất. Hiệp thông là gì? Liên kết với nhau, tương trợ lẫn nhau, thông truyền cho nhau và ảnh hưởng tới nhau. Đó. Hai, lòng Chúa thương xót đóng vai trò nào trong việc củng cố sự hiệp thông? Không phải chỉ đến đây mỗi xin ơn không? Cũng tốt, xin ơn để cho mình mà khỏe thì ảnh hưởng đến cả người khác nữa, mình thánh thiện thì ảnh hưởng cả người khác nữa, cái đó tốt. Nhưng mà nó còn thêm một ý nữa: Chúa Giêsu Kitô phục sinh qua thánh nữ Faustina và thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi mọi người trở thành tông đồ của lòng Chúa thương xót, như chính Chúa là hiện thân của lòng Chúa Cha thương xót nhân loại,
ca cái chết qua cái chết và sự phục sinh của Ngài làm cho con người được hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau trong giáo hội. Hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong các trang tin mừng mà cách cụ thể qua bài phúc âm hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau qua lời Chúa. Chúa Giêsu phục sinh thương xót các tông đồ, biết các ông đang sợ hãi bất an nên Chúa đến đem bình an cho các ông. Khi hiện ra thì câu nói đầu tiên của Chúa đó là bình an cho anh em đừng sợ. Chúa gãi đúng chỗ ngứa, đang sợ, đang lo, đang bất an thì Chúa đem bình an mà Chúa an ủi đừng sợ. Chúa không hề nhắc tới khuyết điểm của các ông, nhưng luôn khích lệ, động viên, giúp họ tin vào Ngài để được hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau. Phải thực sự quan tâm mới biết được nhu cầu của người khác. Không quan tâm, không biết. Không biết người này đang khát nước, không biết người này đang lắng, không biết người này đang buồn. Phải có lòng nhân hậu từ tâm mới tha thứ, bỏ qua lỗi lầm, giúp tội nhân hối cải. Có một đệ tử nhỏ mới đến tu ở nhà dòng, đệ tử nam nhá, mới đi tu nhà dòng nên còn luyến tiếc sự vui thế gian. Tối tối anh ta trèo qua tường nhà dòng để ra phố chơi, không biết uống rượu hay là uống cà phê, là uống chè hay là rít thuốc không biết. Đó đấy, bề trên biết chuyện này vì Ngài thường hay đi qua các phòng, không phải để theo dõi nhưng để xem các đệ tử có ngủ ngon không thôi. Ông đi đều quan sát xem ngủ ngon không. Vì tường nhà dòng khá cao nên anh chàng đệ tử này phải đặt một cái ghế để có thể treo qua tường, và lúc về thì cũng qua cái ghế đó mà nhảy xuống đất, tường nó cao ấy, nhảy xuống gỡ chân ngay phải có ghế. Tối hôm đó anh chàng cũng đi về và về muộn. Khi trèo qua tường vào nhà dòng, anh thấy lạ lạ, quá lạ. Mọi ngày cái ghế nó cứng đó, mà sau hôm nay thấy cái ghế nó mềm hơn nhũn nhũn nhăn nhít. Thế là anh ta nhảy xuống thì nhảy đúng vào đầu của ông cha phía trên, đầu mới trọc mà không trọc thì nó nún, ông nhảy đúng vào đầu. Ông đầu cha bên trên, cha bên trên lại đứng đây, cha bên trên lại để con mình nhảy vào đầu bên trên, đầu bên trên có sao không, bên trên mới đỡ anh ta dậy. Cha đứng đây để cha đỡ con xuống, tức là ông cha bề trên bỏ cái ghế ra và đứng ở chỗ cái ghế đó. Anh này về như mọi khi nhảy xuống cái ghế, dẫm lên ghế, dẫm đúng đầu cha bề trên. Thế thì về anh ta quỳ xuống xin cha bề trên tha thứ. Cha bề trên ôm tồn nói: con ra ngoài đêm hôm như vậy nguy hiểm lắm, treo qua tường cũng rất nguy hiểm, nhỡ ngã xuống gãy chân hay bị thương thì khổ. Từ nay đừng dại dột như thế nhé con nhé. Anh ta hứa sẽ cố gắng. Anh ta hỏi cha bề trên: vậy cha bề trên đứng đây lâu chưa? Cha bề trên đáp: cũng lâu lâu rồi con ạ. Anh ta cảm động lắm và suy nghĩ: rét mướt thế này mà cha bề trên đứng ở đây đợi mình, lại còn bị mũi nó đốt nữa chứ. Ngài đích thực là một người cha nhân hậu. Anh ta quyết tâm hối cải và sau đó trở thành một thầy dòng thánh thiện. Chính lòng thương xót của cha bề trên đã giúp anh hoán cải để trở về sống hiệp thông với Chúa và với cộng đoàn. Chúa quan tâm biết sự yếu đuối của con người nên đã thương xót, ban thánh thần, ban bí tích hòa giải để tha thứ tội lỗi, đem lại sự bình an. Hôm nay chúng ta lắng nghe bài phúc âm: các con hãy nhận lấy Chúa thánh thần, các con tha tội cho ai thì tội người được tha. Đó là lập bí tích hòa giải hay gọi bí tích giải tội. Vậy hãy cố gắng tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích giao hòa để hiệp thông với Chúa, với chính mình và với anh em như ngắm thứ ba buổi sáng chúng ta đang ngắm. Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã thương cái Tôma. Bài phúc âm này không nhắc Tôma không được, phải nhắc đến Tôma. Chúa Giêsu phục sinh thương cái Tôma, người được mệnh danh là cứng lòng, giúp cho ông mềm lòng trở về gắn bó với Chúa và với anh em. Chúng ta cùng trở lại với câu chuyện của Tôma mà bài phúc âm nơi thuật lại. Tôma tách rời cộng đoàn, không ở với họ khi Chúa phục sinh hiện đến. Ông cũng từ chối, không tin lời anh em mình loan báo về việc Chúa sống lại và hiện ra với cả nhóm.
ông thẳng thừng tuyên bố, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Giữa Thomas và các tông đồ có một khoảng cách rất lớn, không hiệp thông với nhau được. Vậy ai lấp đầy khoảng trống này để ông có thể hiệp thông? 8 ngày sau, Chúa đã hiện ra với các tông đồ, lúc này có tả cả Thomas. Chúa nhẹ nhàng mời gọi Thomas đặt ngón tay vào đây và anh nhìn xem tay thầy, đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Chúa khiêm tốn hạ mình đến với Thomas, lòng thương xót thì luôn khiêm tốn và tìm cách cứu vớt. Thưa quý cụ, ông bà và anh chị em, cho xem tay vào cạnh sườn, mời gọi đặt ngón tay vào cạnh sườn. Chúa vừa chứng tỏ mình là người thật, có xương có thịt, không phải là ma, vừa mời gọi hiệp thông sâu xa trong tình yêu và ân sủng. Vì cạnh sườn Chúa bị đâm có trái tim rộng mở nên đặt tay vào nó, chính là hiệp thông trong tình yêu và ân sủng. Thomas bị khuất phục bởi tình thương của thầy nên đã tuyên xưng lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Đây là lời tuyên xưng đầu tiên và căn bản biểu hiện sự tôn thờ và gắn bó. Từ nay Chúa thuộc về con và con hoàn toàn thuộc về Chúa. Khi tuyên xưng như thế, Thomas đã gắn bó chặt chẽ với Chúa và gắn bó với anh em để sống chết với Chúa, đem tin mừng cho anh em. Sự hiệp thông trong giáo hội, trong cộng đoàn cũng cần có nền tảng, đó là sự đoàn kết, yêu thương trong gia đình. Anh chị em, xin kể câu chuyện như sau. Ngày xưa, dòng họ Điền, anh em ăn ở với nhau từ đời nọ sang đời kia rất hòa thuận. Về sau, họ này chỉ còn lại có 3 anh em thôi. 3 người vẫn chung sống với nhau vui vẻ tử tế, cho đến khi người thứ hai lấy vợ. Tưởng lấy vợ vui vẻ, nhà thêm người thêm phấn khởi. Nhưng mà cũng nhiều gia đình là cũng có vấn đề, nhà này có vấn đề. Người vợ tính tình ích kỷ, lại ngay sinh sự, lắm lời, nên không khí gia đình không còn được như xưa. 3 anh em trước ở với nhau gắn bó lắm, cái cháy gắn đôi có nhau, cái kẹo là cùng nhau chung nhau mút. Vậy mà bây giờ có thêm một người nữa, một người phụ nữ phái đẹp về thì gia đình lại không còn được như xưa nữa. Thế có buồn không biết cũ mà bán chị em, nhất là các chị em. Rồi, một hôm, chưa hết, người vợ nhất quyết đòi chia gia tài của 3 anh em và bắt ép chồng đi ở riêng. Phải ở riêng, không thể ở chung được, tôi không thể nấu cơm hầu cho mấy cái đứa kia được. Tôi về đây tôi có phải làm ô xin đâu. Tôi về đây để xây dựng gia đình, vậy thì phải ăn riêng. Người chồng ban đầu nghĩ tình anh em bấy lâu chung họ mà không lễ chia lìa. Nhưng người vợ này ngày đêm cằn nhằn khó chịu, kiếm chuyện gây gổ trong nhà, nên rồi cũng đành phải nghe theo vợ, nói với anh em để xin đi ở riêng. Người anh cả khuyên can không được, cũng đành phải chia của cải cha mẹ để lại làm 3 phần đều nhau. Chỉ còn một cây cổ thụ trước nhà, cành lá xum xuê xanh tốt, chưa biết làm cách nào để chia cho đều. 3 anh em cùng nhau nghĩ ngợi, rồi sau cùng quyết định gọi thờ về, hạ cây xuống, cưa xẻ thành phán, chia thành 3 phần. Hạ cây xuống, chia 3 phần, nó đều. Không biết lá chia kiểu gì không biết. Thân cây chia được trên lá chia kiểu gì, cành chia kiểu gì. Ê, nó đặt rồi. Nhưng mà, đến hôm định hạ cây xuống, buổi sáng, 3 anh em ra vườn, thì thấy cây cổ thụ đã khô héo từ bao giờ. Người có ảnh hưởng đến thiên nhiên vậy đấy. 3 anh em chia rẽ nhau, cây nó buồn, nó chết. Người anh cả bèn ôm lấy cây mà khóc nức nở. 2 người em thấy vậy mới bảo anh, một thân cây khô héo giáp vỏng là bao mà anh phải thương tiếc như thế. Người anh cả đáp lại rằng, có phải anh khóc vì tiếc cây đâu, song nghĩ vì loài cây cỏ vô tri nghe thấy sắp phải chia lìa mà còn biết buồn phiền khô héo đi, huống chi là chúng ta đây cùng anh em ruột thịt với nhau. Anh thấy cây mà suy đến cảnh gia đình 3 anh em chúng ta bị chia lìa thế này,
nên anh mới khóc. Nghe anh nói, hai người em hiểu ý, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng òa khóc. Người vợ xúi chồng đi ở riêng, nghe thấy vậy cũng rơm rớm nước mắt, đâm ra hối hận, cúi đầu xin lỗi hai anh em và thề không bao giờ còn tính đến việc chia lìa nữa. Từ nay ba anh em cứ đi làm, ở nhà cám mã lợn gà, quét tiếp nhà cửa, cứ để em lo. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Từ đó ba anh em ở lại với nhau êm ấm vui vẻ như trước. Cây cổ thụ nọ đã khô héo cũng trở lại xanh tươi như cũ. Lạ lùng chứ. Chúng ta trở với bài đọc một hôm nay, ghi lại sự hiệp thông sâu sắc của cộng đoàn giáo hội sơ khai. Tại bây giờ các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy giáo lý, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bể bánh, cầu nguyện không ngừng, và họ để của cải làm của chung. Như vậy củng cố sự hiệp thông cũng cần phải củng cố tình thương xót trong gia đình và cộng đoàn, với việc lắng nghe lời Chúa, siêng năng lãnh nhận các bí tích và cầu nguyện không ngừng. Xin kính chúc cộng đoàn, các riêng gia đình giáo xứ Đền Thánh lòng Chúa thương xót Bắc Trạch luôn sống và thực hành lòng thương xót dưới ánh sáng lời Chúa và ân sủng của Ngài, để củng cố sự hiệp thông với Chúa, với chính mình và với anh em, để mọi khách hành hương khắp nơi đến đây không chỉ chiêm ngắm công trình to lớn và đẹp đẽ, nhưng còn đón nhận và cảm nghiệm sự hiệp thông sâu xa của giáo xứ Đền Thánh và giáo phận Thái Bình chúng ta. Một giáo xứ hiệp thông, một giáo phận hiệp thông trong tiến trình hiệp hành tiến về nhà Cha. Kính chúc và kính mong được như vậy. Amen. Xin mời cùng đứng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.